Xin chào các bạn, đây là cái Memory Mic của Sennheiser, cái microphone Bluetooth không dây dành cho điện thoại Android hoặc là iOS. Nó có app dành cho Android lẫn iOS luôn và các bạn có thể thoải mái sử dụng bất kỳ điện thoại nào cũng được hết. Chức năng của nó là gì? Chức năng của nó là giúp các bạn quay phim, làm vlog, làm ra ngoài hiện trường gì đó có được chất lượng âm thanh tốt hơn. Bởi vì cái microphone cho điện thoại thì nó chỉ hạn chế thôi. Và nếu như mà người quay phim cầm cái máy điện thoại đứng xa bạn ra thì chắc chắn chất lượng âm thanh nó sẽ không tốt. Và cái này các bạn cài lên trên ve áo thì các bạn quay phim thì âm thanh sẽ luôn luôn được ổn định. Nó chỉ có một màu trắng thôi. Nếu như mình nó có thêm màu đen thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà do nó chỉ có một màu trắng cho nên các bạn phải chịu. Nếu như các bạn mặc áo đen hoặc là áo màu sậm thì cài cái này lên nó sẽ rất là nổi bật. Nó khá to bằng hai ngón tay như thế này. Thiết kế hoàn toàn bằng nhựa luôn. Phía trước là nhựa cứng màu trắng, phía sau là nhựa cứng màu xám. Cái này là cái phần để các bạn cài lên trên áo, thì nó là bằng nhựa dẻo. Phía dưới có nam châm để hít vào như thế này. Giá bán cái này từ 200 đô đến 300 đô tùy nước. Và với hoàn thiện bằng nhựa, và mình thấy hoàn thiện không tốt, mình nói hoàn thiện không tốt ở chỗ là những cái mối nối, mối hàn nhìn nó có khá là nhiều những cái ba dớ còn sót lại bên quanh ở đây. Rồi lật cái này lên cũng thấy những cái ba dớ còn sót lại. Thiết kế của nó khá đơn giản, microphone nằm ở trên, phía dưới là cổng sạc USB-C. Vậy thôi. Để bật cái microphone lên thì các bạn nhấn giữ nút này là nó sẽ pair với điện thoại. Cái microphone này nó có bộ nhớ bên trong. Khi các bạn dùng nó và dùng cái app Memory Mix của Sennheiser thì tất cả những cái audio, những cái âm thanh nó sẽ lưu vào bên trong cái microphone này, chứ không phải là nó nối trực tiếp với điện thoại. Các bạn sẽ dùng cái app, rồi cái âm thanh, cái file âm thanh sẽ được sync từ đây vào trong điện thoại của các bạn và nó sẽ được chồng lên trên cái file mà đã được quay. Các bạn phải sử dụng cái app của Sennheiser để sử dụng cái chức năng chồng âm thanh này. Khi các bạn mở app lên thì đây là giao diện chính của cái app. Nó sẽ hiện cho chúng ta biết được lượng pin còn lại của cái microphone này, 66% pin, và thời gian có thể lưu trữ còn lại là 3 giờ 50 phút ghi âm. Đây, chúng ta có thể chỉnh được cái độ nhạy. Độ nhạy trung bình, tức là khi các bạn nói chuyện hoặc là ở những cái môi trường có nhiều người. Độ nhạy thấp, tức là ở nơi rất là ồn ào, ví dụ như chúng ta đi ở đại nhạc hội hay những cái tiệc tùng gì đó, thì chúng ta sẽ giảm độ nhạy của này xuống để nó không có quay được quá nhiều, nó không ghi được quá nhiều âm thanh, thì chúng ta sẽ có chất lượng bản ghi tốt hơn. Và ở độ nhạy rất cao là ở những cái môi trường yên tĩnh. Ở đây cũng có cái demo, chúng ta thấy được là cái mức độ mà cái microphone này nó ghi được. Vào phần cài đặt thì đặt tên cho nó nè, lượng pin, firmware update, và chỉnh được chất lượng video 4K hay Full HD. Và khi các bạn quay phim hoặc ghi âm á, thì nó sẽ lưu trữ âm thanh vào bên trong cái mic này. Dù mình sẽ đang ghi âm đây, nó sẽ lưu trữ âm thanh vào trong cái mic này. Ghi âm xong thì nó sẽ sync cái file này, file ghi âm được vào trong máy chúng ta, và chúng ta sẽ làm gì đó với cái file này. Dừng lại. Đó, sẽ cho Synchronize Audio hoặc là Clean Memory Mic. Đây, mình sẽ quay thử một cái. Vừa quay vừa nói. Quay xong thì trên đây sẽ báo là mình muốn Synchronize Audio. Mình sẽ sync. Thì nó sẽ kết nối Wi-Fi từ cái điện thoại vào trong này, tại vì cái này có wifi nè. Nó kết nối rồi. Và nó sẽ truyền dữ liệu âm thanh qua. Next step. Đó. Muốn kết nối wifi vô cái microphone. Join. Kết nối wifi vô đây để nó truyền audio qua cho nhanh. Connect rồi. Next step. Truyền xong. Tuy vào độ ngắn và dài thì tùy vào độ ngắn hay dài mà chúng ta sẽ có cái thời lượng sync hoặc là thời lượng chồng audio là nhanh hay mau. Thì cái này là khá nhanh. Cơ bản là như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái mic này. Mình sẽ quay phim bằng cái mic này để demo cái chất lượng âm thanh của mic này như thế nào. Xin chào các bạn, mình đang đeo trên cái cổ của mình là cái Memory Mic của Sennheiser. Thì khi các bạn sử dụng cái mic này, nó sẽ ghi âm vào trong cái mic này và nó lưu giữ cái âm thanh bên trong mic này. Đồng thời là microphone của cái camera của mình nó cũng ghi âm. Thì khi các bạn trộn cái video, các bạn sẽ được quyền lựa chọn là âm thanh của mic hay là âm thanh của cái camera quay được, cái điện thoại các bạn quay được. Bạn có quyền chỉnh qua lại như thế nào đó để tùy ý của các bạn. Thì nếu như các bạn quay cận cảnh như thế này thì các âm thanh từ điện thoại nó có thể rõ, nhưng mà nếu như quay xa hơn chẳng hạn thì chắc chắn âm thanh từ điện thoại nó sẽ bị mờ đi, bị bé đi và bị ảnh hưởng bởi cái âm thanh từ môi trường xung quanh. Thì giờ bạn quay phim của mình sẽ đi lùi lại để các bạn xem cái chất lượng âm thanh như thế nào. Đi từ ok, bạn ấy đang đi xa.
Như mình nói thì hiện nay cái microphone này nó chỉ có một cái màu trắng thôi. Nếu như mà nó có thêm màu đen hoặc những màu khác để các bạn sử dụng với những cái màu mè khác nhau á thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ bạn đang đi xa, đây là âm thanh ở trên cái microphone nè. Đây là âm thanh trên microphone. Bạn đã đứng cách mình khoảng chừng 6-7 mét thì chắc chắn là âm thanh trên điện thoại sẽ nghe không rõ rồi. Bạn ấy đang đứng cách mình 8 mét hoặc 9 mét. Mình sẽ nói thử nha. Đây là âm thanh lưu trên microphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình sẽ dùng cái slider trên cái app này để mix cái âm thanh cho các bạn xem như thế nào. Bây giờ trong lúc mình đang quay thì có xe bán kem đi ngang qua. Chút xíu mình sẽ mix thử xem cái âm thanh của tiếng bán kem nó có trộn lẫn với tiếng của mình không. Cái này đang được bán với giá khoảng chừng 200 đô đến 300 đô tùy nước. Có nước, khi anh Hiệp mua cái này á thì anh mua với giá là 299 euro. Các bạn thấy thế nào? Chất lượng âm thanh của này khá ổn đấy chứ. Cái này rất là thuận lợi nếu các bạn có cần làm vlog khi các bạn đi ra ngoài đường, khi các bạn cần quay những cái sự kiện mà cần tính nhanh và gọn, chúng ta sử dụng điện thoại và có thể quay được những cái video có chất lượng âm thanh rất là tốt. Cảm ơn các bạn, mình là Nam E đến từ diễn đàn tinh tế.vn và mình sẽ thử lại. Đây là âm thanh quay từ cái microphone này. Đây là âm thanh lưu được từ cái microphone này. Và đây là âm thanh của điện thoại đây.